cùng Hiến Vinh một ngày ở trường Văn Lang. Let's go. Ok, trước khi đi học thì mình sẽ ăn healthy. Sáng nay em đi học sớm về cho má nấu canh cua. Ai chết tiệt, trễ giờ rồi. Đó là đối với người khác sẽ nói như vậy, còn mình là dân fitness. Hey giờ hãy coi tôi đây. Trời ơi, chạy kiểu này mấy con mới mở làm sao cư trú được, phải dọn nhà đi thôi. Trả lại mình cơ thể mà leo. Trời ơi, dân fitness luôn tới sớm, fitness mãi đỉnh. Một khi các bạn đã tới sớm thì tinh thần của các bạn sẽ sảng khoái tuyệt vời. Dạ, bài này hả cô, để em lo. Khách hàng họ sẽ hát cho các bạn nghe một bài đó các bạn. Các bạn biết bài gì không? Không bé ơi, bé không đông lạnh mà đòi vô bụng của anh không cho đâu. Sau khi học xong thì mình sẽ về nhà thay đồ và kiếm một chút gì đó nhâm nhi. Mình sẽ ngồi đây đọc sách và chờ đến giờ tập fitness. Đang ngồi đọc sách thì mình thấy có cô lao công các bạn. Và mình chợt nghĩ để có một chiếc bàn bóng loáng để mình đặt cuốn sách của mình lên, đều là nhờ những giọt mồ hôi của cô mới có được. Thiết nghĩ bây giờ mình lại bắt chuyện với cô, chắc cô vui lắm ha. Dạ, cô làm có mệt không? Cô làm mệt không? Dạ, cháu san sẻ với cô nha.